lắp đờ xe hơi. Chị biết chia sẻ gì, chia sẻ chưa? Chị chia sẻ. Thôi giờ con vô cái xe hơi của chị, con lóc dùm mấy cái thằng con vô dây. Từ sáng giờ hả, đóng hàng mà đóng cái thùng gỗ muốn sắp một lồn. Cái gì đâu mà ha, cái thùng gỗ thiên lộc á nhở. Giữ tiền, hút tiền cho nên ai cũng đòi lấy thùng gỗ hết trơn. Mà từ sáng giờ mình không có hàng để giao luôn. Từ sáng giờ toàn là hộp gỗ không à. Rồi đây. Này mấy bạn coi đi. Cái hộp gỗ này nè, nó có thể giữ tiền, giữ tình, thu hút tài lộc nha. Từ ngày mà có hộp gỗ này về hả, mình là coi game với comment nhận qua con game đi coi. Nhớ comment nó đâu không? Nhớ. Comment vô và tự game chị đang lái nó xe hơi á, con vô nó xe hơi đi. Mấy bạn ơi, bên mình chỉ có những số hotline duy nhất là 7 cái số mình đăng lên nha. Ngoài ra tất cả những cái số khác đều là số giả mạo nha. Hello tất cả mọi người. À đi, giỏi. Hello tất cả mấy bạn. Mấy bạn chia sẻ vô 50 hội nhóm cho mình nha. Tại vì càng chia sẻ nhiều thì sẽ càng được như là free ship. Và free ship nha. Bạn nào chia sẻ nhiều thì sẽ được free ship nha. Và mình nói luôn nha, mình chỉ xài duy nhất hai cái Facebook. Một là Facebook này, thì mấy bạn muốn biết Facebook nào thiệt giả thì rất là dễ. Tại vì Facebook của mình là có cái lượng người theo dõi rất là cao. Một cái Facebook là 220 mấy nghìn và một Facebook là 400 mấy nha. Hộp gỗ còn nha. Hộp gỗ á, thì giá là có loại 800 và loại 1.4 triệu. Và đặc biệt nha, những ai không tiền và không bạc gì đó, khi thỉnh cái hộp gỗ này về, bảo đảm với mấy bạn 100% tới cuối năm mà không dư, mấy bạn đưa hộp gỗ này chị trả lời nha. Trời ơi, tụt từ trên tụt dưới luôn. Chip nè, Hảo Alisa. Này ngồi mẹ đi, này ngồi mẹ cho chơi. Là hai cái hay đơn luôn hả, coi. Sáp đôi vàng hiện tại đang bị cháy hàng rồi nha. Hiện tại sáp đôi vàng đang bị cháy hàng rồi nha mấy bạn. Đây, sáp đôi vàng bên mình nha. Công dụng là thu hút những người mà khác phái nha mấy bạn. Khác phái, cùng phái gì luôn nha. Dành cho nam nữ gì đều xài chung được nha. Ai mà kiểu như là không có người yêu lâu năm mà người yêu bỏ bê mình rồi không thương mình, hoặc là nó quẻ lên này nọ đó, thì mấy bạn có thể thỉnh sáp đó. Ngồi đây nè. Cái này là sáp đánh đề, nó múc lớn với đánh đề nha chưa. Còn cái này là sáp làm ăn. Dây chỉ đỏ chị vẫn đeo bao nhiêu chị không? Dây chỉ đỏ chị đang đeo, cái này có tên đó, cái này phải gọi là dây chỉ đỏ. Cái này gọi là vòng túi tiền nha. Vòng túi tiền này giá là 470. Còn cái vòng chỉ đỏ chị đeo bên tay bên đây thì giá là 300k nha. Hai cái vòng này khác nhau chỗ nào? Cái vòng bên này đó thì nó là về may mắn tài lộc, còn cái vòng bên này là nó thu hút tiền vào cái túi tiền trên này luôn nha. Xin tờ gì em ơi, em chỉ cần tự thỉnh về, đâu cần phải xin chị đâu, tự thỉnh. Ê đứng em, trời ơi trời vậy quá. Sao ê ê chi chi chu cha chi cha bán thiếu cho Vũ luôn nha Vũ ơi. Vòng tay chị Hương đeo bao nhiêu chị Hương? Vòng tay chị đeo giá trả lời lên luôn thôi, trả lời lên luôn. Vòng tay chị Hương đang đeo là 470 vậy đó. Chị Hương đang đeo là 470 nha bạn nha. Cái đó là vòng túi tiền nha. Khôi qua đó ngồi, bé Bằng Sơn. Sơn qua đó ngồi kế với Hoàng Khôi qua đây ngồi. Hộp gỗ á là 1.4 triệu, giá từ 800 tới 1.4 triệu nha. 1.4 triệu với 800. Lại 1.4 triệu lại 800. Hello tất cả mấy bạn nha, bạn chia sẻ nhiều lên nha. Chừng 5 bữa nó đi nữa rồi, hàng gần hết rồi.
Tất cả những ai chia sẻ livestream này khi mua hàng đều được tặng dầu yêu nha mấy bạn ơi. Bạn nào có chia sẻ livestream này khi mua hàng nhớ chụp hình gửi cho nhân viên mình thì đều được tặng dầu yêu nha. Ok Vũ. Chip hả? Chip đang cầm trên tay là sáp làm ăn. Đây mẹ mày giới thiệu coi. Cái sáp đưa cho mẹ mượn giới thiệu cho người ta sáp làm ăn. Sáp làm ăn này giá là 1,7 triệu nha mấy bạn. Mấy bạn làm về ngành nghề nào cũng thỉnh được hết nha. Và đặc biệt với mấy bạn, khi lúc trước mình nó là một cái người mà ôm một cái khoản nợ rất là lớn, mấy bạn có tin không? Mình làm đủ nghề hết, mình bươn chải đủ kiểu hết cũng chỉ để mà đóng tiền lời thôi chứ đủ mới đéo có tiền uống nước dừa nữa. Thiệt luôn á. Cái từ ngày mình đi qua bên Thái mình được thầy cho cái sáp làm ăn này nè, mình đâu có nghĩ mà chỉ có 1,5 triệu thôi à. Mà nó linh nghiệp. Trời ơi, sáp làm ăn của mẹ. Bé được 13 tháng rồi em. Alo chị ơi, cho em hỏi quyền. Vòng yêu quá em, chị đâu có vòng yêu đâu. Vòng yêu là vòng gì? Chị chỉ có vòng phong thủy, chị không có vòng yêu nha. Bên chị có bùa yêu nha. Chị em nằm ruộng thỉnh phép gì? Em nằm ruộng có thể thỉnh phép 5 vòng để cho cơn ơi. Mình đi lên khỏi cũng phải làm ruộng đó nha em. Rồi góp mất tiêu luôn. Bùa điện thì nhấn tụ. Đúng rồi. À cảm ơn chị. Còn ghi vô đây bùa điện hả? À? Ừ, bùa điện. Lúc. Bùa điện gì? Đây nhấn tụ. Bùa điện nhấn tụ. Dạ. Được không? Bên chị có phép banh banh đề không chị? Bên chị chẳng những cái phép banh đề là gì em ơi. Bên chị là chuyên về hả em biết không? Đỏ đen. Đỏ đen nè, cho dây nè, cờ bạc nè và các phép luôn nha. Kể cả những bạn mà phải mình nói bậy nha. Làm trong những ngành nghề như làm gái, massage và bút bút kể cái ngành nghề gì đó bên. Trời nó không cho tôi nói luôn á. Là tất cả các ngành nghề luôn. Em bán hàng online thì thỉnh phép gì cho chị mấy cái phép của chị đi. Dạ. Lá bồ đề, niềm quắc, vàng, viết gì đó. Đây đây mày lấy cho nè. Đây là lá bồ đề. Thấm vô bà Vũ đi. Mấy bạn bán hàng online, mấy bạn thỉnh cho mình đó là một là thần tứ diện, hai nữa là lá bồ đề và ba nữa mạng quắc nha. Mừng lắm, bye bye. Đây đây là mạng quắc. Chó nó vậy. Đây mạng quắc nha. Và đặc biệt nha, có mạng quắc siêu vip nữa, siêu siêu cắt. Giá của mạng quắc này là 600 ngàn. Mấy bạn chỉ cần bỏ sau ốp lưng hoặc là trong bóp của mấy bạn và cầu những điều may mắn trong việc kinh doanh nha. À con cầu cho ba con mua xe cho con đúng không? Con thỉnh combo hồ ly là ba con sẽ mua xe cho con liền. Kêu vú với em nè. Kêu chào em Dương Nguyễn. Mấy bạn chia sẻ livestream nha. Chia sẻ càng nhiều thì hả mấy bạn càng hả tiền bạc càng nhiều nha. Đây mình cho mấy bạn coi luôn. Ngày trước nha, làm gì mà có tiền nó như vậy. Không có tiền được như vậy đâu. Từ ngày thỉnh cái hồng gỗ thiên lộc này về nè. Ai đang không có tiền thì sẽ có tiền. Ai đang kẹt tiền thì sẽ dư tiền. Ai đang thiếu tiền thì sẽ lấy tiền nha. Em ơi, cái lá bồ đề đó là 600. 600 ngàn nha anh nha. Còn bên mình nha, mình tự tin luôn. Sáp hồ ly của mình giữ chồng hơi bị chặt nha mấy bạn. Và mình dám cam đoan luôn. Kế bên sáp hồ ly là cái sáp đôi vàng này nè bạn. Bên trong nó sẽ có hình tượng nhân của một cặp tình nhân nè. Cái này nha, chồng nào mà không thương ngoại tình hoặc là dạng như kiểu như là giống như người ta thường hay nói là gì? Khi bình đạm người ta thường quên đi những lời hẹn trong bảo dông rồi đó. Đó là mấy cái thằng đó, là mấy cái thằng mà dạng như kiểu như là khát máu tanh lòng phải không? Lúc mà có chuyện á thì nó gì cũng vợ vợ con con ở kế bên hương nè. Năm em trời chết mày, năm em vô đi kiếm không? Tưởng năm em không hết hồn. Năm em còn yêu Trường Giang không? Năm em có nha. Bồ giữ chồng bên chị một loại này nha, với lại cái combo hồ ly, nhưng mà cái sáp đôi vàng mạnh hơn nha. 1,2 triệu là sáp đôi vàng nha. Vũ Tuyết, người đẹp ơi, hồi hôm mình có đặt một cái hộp combo vàng gì đó, thấy không? Cái comment cũng thấy không? Dạ, thấy rồi, từ từ. Cái Vũ Tuyết gì đó. Vũ Tuyết. Thiện Tóc, bạn inbox cho mình để chết nha. Cái này ha, bạn Thùy Linh, khi mà nhận hàng sẽ có hướng dẫn sử dụng. Vũ Tuyết đặt cái hộp hộp gỗ, hôm bữa đi công chuyện em mới về đó. Dạ, dạ, ok chị ơi. Chị Vũ Tuyết ơi, để em check lại nha. Bên chị thùng đựng tiền không có size nhỏ, size lớn đâu. Mà bên chị chỉ có hai loại duy nhất. Một loại là có thần cao watt và một loại 800 là không có thần cao watt nha. Và mình đảm bảo với mấy bạn luôn, cái thùng gỗ này khi đựng tiền mấy bạn mua về đó là sẽ được tặng kèm mẹ quắt 500 ngàn nha. Còn tất cả ai, những ai mua bill trên bên mình 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu từ 2 triệu trở lên là đã có quà tặng rồi. Cho nên tất cả những ai mua hàng bên mình bill trên 2 triệu nhớ nhắc mình. Làm tóc hả em?
em làm tóc thì em thỉnh cho chị là nàng quắt vàng và lá bồ đề nha. Tại vì á, cái nàng quắt vàng này nè nha, là nó quắt khách. Còn cái lá bồ đề này nè, là cái lá này tượng trưng cho sự quét tiền. Khi mình cắt tóc cho khách đó thì tóc tai đồ của khách sẽ rớt xuống nền nhà. Cái lá bồ đề này nè treo trong cửa tiệm, nó tượng trưng cho là mình quét tiền ngược vô trong nhà nha các bạn. Chị Đặng Yến Nhi, chị Đặng Yến Nhi bán thuốc giảm cân tốt lắm nha. Em uống mà em giảm được 8 kg luôn. Em thấy xương rồi. Còn ai mà hỏi mình uống giảm cân ở đâu thì mấy bạn lên Facebook, trên cái live hôm qua của mình cũng có, là Facebook của Đặng Yến Nhi nha. Trước giờ 2 năm rồi chỉ xài duy nhất giảm cân của Đặng Yến Nhi thôi, thì sẵn live này chia sẻ luôn nha mấy bạn. Có ai mà muốn biết cái gì về vấn đề giảm cân á, cô ơi con đang thiếu nợ. Với bán hàng online nên dùng. Bán hàng online con có thể thỉnh phép 5 dòng hoặc là mẹ quắt này hoặc là thần tứ diện đều được nha. Và tất cả những cái phép này bên mình cam đoan là phép trắng không phải phép đen. Hộp đựng tiền giá là 800 ngàn là không có ông thần và có ông thần là 1.4 triệu. Có ông thần và không có ông thần khác nhau cái gì? Thì có ông thần thì giữ vững được thêm hạnh phúc và giữ tiền chặt hơn. Con ơi, con muốn ba con mua xe thì con thỉnh cho chú một cái combo hồ ly nha. Đẹp không? Đó, hình cái lá bồ đề đẹp quá vậy. Cái này á, chị là treo ở chỗ bàn làm việc ở quán mình á. Mà còn bị chăm sóc da hả em? Chăm sóc da thì em có thể thỉnh cho chị combo hồ ly nè. Rồi là ý là giúp cho mình nói chuyện duyên dáng, nói chuyện là khách nghe ha. Và cái thứ hai, đây là cái này là thần tứ diện nha. Bạn ơi, bạn bán hàng online thì bạn thỉnh cho mình một cái combo hồ ly với lại một cái là thần tứ diện nha. Làm hồ hả bạn? Phụ hồ thôi chứ đừng phụ tình nha. Không nha bạn ơi, cái này là phép chứ không phải là bồ mà xài vô bị gì nha. Cái nhạc ba chai dầu thơm hỏi to xíu được không? Anh gọi lại thử thôi. Anh nhắn tin đi. Mình giao dầu thơm nó gì đó. Cái bồ hồ ly á là 900 ngàn nha. Cái bồ này nè Dương Quanh ơi, không phải bồ nha mà là phép nha. Khi mà bạn xài á thì bạn sẽ thấy tác dụng nó rất là tốt. Và bạn nếu như mà bạn xài xong bạn muốn thỉnh tiếp á thì bạn thỉnh tiếp nha. Bây giờ mình chơi lớn luôn nha. Ai đưa cho chị cục gỗ, ai thỉnh cái hộp gỗ này bên mình. Bây giờ mình chơi lớn này, tại vì mình muốn tất cả các bạn đều giàu. Bạn nào chia sẻ livestream này khi mua cái hộp gỗ này sẽ được tặng phép gỗ này luôn nha. Ờ, chị phép gỗ 700 lận á. Rồi, nói tặng luôn không sao cưng. Nè nha, cái hộp gỗ này giá là 1.4 triệu. Khi mấy bạn mua sẽ được tặng luôn cái phép gỗ này 700 ngàn. Và công dụng của phép gỗ nha mấy bạn. Cái phép gỗ này nè, bên trong mấy bạn nhìn kỹ của nó là nó có một cái phép, một cái cọng dây chỉ 7 màu là cột tiền, giữ tiền. Còn với những ai làm về ngành nghề online thì nó cột khách, giữ chân khách nha. Muốn bán nhà nhanh, phép bán nhà nhanh là 15 triệu nha. Đây, mấy bạn ơi, bây giờ đây, khi mấy bạn mua hộp gỗ, chia sẻ livestream này, mua hộp gỗ thì được tặng luôn cả bó gỗ giữ tiền giá là 700 ngàn là mình tặng kèm và một mẹo quắt 500 luôn. Ờ chị chơi lớn vậy chị. Trời đó, đưa mẹ quắt cho chị tặng luôn. Cái đó để trời ơi 500 ngàn lận. Mày chủ hay 700 tao chủ? Ngàn lận. Mày chủ hay tao chủ? Thôi đừng có tặng nhiều. Vì cưng chủ hay chị chủ? Mệt quá. Các bạn đừng có, các bạn mua hộp gỗ nha. Các bạn được tặng nhiều quá thôi, tiếc quá à. Nè nha mấy bạn, khi mà mua hộp gỗ giá 800 và giá 1.4 triệu là đều được tặng nha. Nè nhìn này nha, một mẹo quắt giá 500 và một cái thanh gỗ này 700 ngàn là nghĩa là khi mấy bạn mua một cái hộp gỗ này chỉ có 800 ngàn mà mình được tặng tới 1.2 triệu. Còn nếu mua một hộp gỗ 1.4 triệu vẫn được tặng tới 1.2 triệu luôn nha mấy bạn. Và đây duy nhất ở live này thôi nha. Bạn Vũ Tuyết có chia sẻ rồi, ok bạn gì là bạn khi bạn mua hàng bạn sẽ được tặng kèm hai món quà này. Và duy nhất ở cái live này thôi, tại vì mình ưu tiên cho fan của mình. Live này đúng 1.000 lượt xem, mấy bạn chia sẻ mạnh lên. Ông ngồi bên ông tiếc giùm kìa chị Hương ơi. Live này đúng 1.000 lượt xem thì khi mấy bạn mua hộp gỗ sẽ được tặng thêm dầu yêu nữa. Đưa dầu yêu đây. Trời ơi tặng gì, tặng hết quán luôn đi má. Kệ chị, đưa dầu yêu đây. Bây giờ nha mấy bạn ơi, chia sẻ mạnh lên đúng 1.000 người xem khi mấy bạn mua hộp gỗ này bên Hương, hộp gỗ có thần cao quá sẽ được tặng luôn phép mẹ quắt 5 vòng, có cái phép mẹ mạ vàng và cái phép gỗ 700 ngàn nha. Đây nha, bây giờ đây tặng luôn dầu yêu luôn. Bây giờ chơi lớn nha mấy bạn nha, mấy bạn inbox cho coi cái thôi, tặng hết nguyên quán của bả luôn. Nghĩ sao mà mua cái hộp gỗ của chị Tư mà tặng quá trời tặng vậy trời. Khi mua có thể chuyển khoản cho chị hoặc là ship hàng thu hộ được nha. Trời chị tặng nhiều quá chị ơi. Để mẹ chị có giàu mà. Chị giúp người được rồi, chị còn thương người nữa. Trời, nó tặng cho người ta đi cưng ơi, tội nghiệp người ta.
đó nha, tại vì mình muốn cho mọi người được giàu và có dư, cho nên khi mấy bạn mua một cái hộp gỗ này 800 ngàn hoặc là mua một cái hộp gỗ này giá 1.400.000 thì sẽ được tặng. Nhưng mà nói trước nha, mấy bạn mua phải cái hộp, mấy bạn phải chia sẻ like mua hộp gỗ 1.400.000 thì mới được tặng ba món này. Còn nếu mua một hộp gỗ mà 700 ngàn á, 800 ngàn á thì chỉ được tặng mẹ quắt thôi. Thì cảm ơn anh Nam Em nha. Hộp gỗ 800 là chỉ được tặng mẹ quắt thôi nha, còn hộp gỗ 1.400.000 là sẽ được tặng ba món này nha mấy bạn. Ủa nhưng mà phải chia sẻ là 1.000 lượt xem mới được tính. Ok, nó bây giờ ai có chia sẻ là mua cứ tặng hết. À phải chia sẻ chụp hình qua. Có chia sẻ chụp hình qua. Cái này á em vô quanh, cái này là xài được vĩnh viễn luôn chứ đâu có xài lâu hay không em. Cái này em bán phát quán nhậu, em muốn giữ chân khách thì em cần có cái chị, cái cuồng này nè, cái cuồng gỗ này để giữ chân khách lên nè nha. Và cái này là để giữ tiền cho em luôn. Mua hộp đó về bạn để trong tủ tiền hoặc trên đầu tủ nha bạn nha. Chân Ngọc Bích, hello. Còn Hồ Ngọc Mai, em có Hồ Xuân Hương. Bé Mai chia sẻ đi. Bé Mai chia sẻ đi, ngày mai qua đây đi xong hơi nha. Học hành có nha, học hành là sẽ thỉnh dòng phong thủy nha. Và mình nói luôn về cái sáp này, đây là cái sáp cá banh. Vòng phong thủy chị đang đeo trên tay rồi. Đây vòng phong thủy mình đang đeo rất là hot mà nó cũng đang chuẩn bị hết hàng, chuẩn bị phải đi nữa rồi. Nhưng đây mà cái hộp dòng này rất là đẹp, giống như là sang chảnh. Sang chảnh thiệt chứ. Nhìn cái hộp rất là đẹp, em cũng thích nữa. Phép năm dòng xài vĩnh viễn luôn nha. Nói chung mọi mấy bạn có vấn đề gì đó thì còn có thể nhắn túi tiền nè, bỏ trong đây rất là túi tiền luôn nè mấy bạn. Còn túi tiền làm của ông đang đeo trên tay nè, có thể thu hút tài lộc, giữ tình giữ tiền nha. Hộp 1.400.000 á là nó đa có năng thần, hơn có... tại vì hộp 1.400.000 là có ông thần cao quá, có thể giữ tiền là cho bạn được luôn. Đây, nha. Còn cái hộp mà đây. Hộp 1.400.000 còn hộp 800 còn hộp 800 là không có nha. Giữ chồng hả em? Giữ chồng đưa combo hồ ly, sử dụng combo hồ ly. Ủa, cái là cái này nè. Combo hồ ly sao có cái này nữa? À, cái đó là lá phép của nó. Chị ơi, khó khăn thì về tài chính đó, thì bạn thỉnh cho mình một cái mẹ quắt chứ là một cái thần tứ diện nha bạn nha. Đây là cái phép giữ chồng bên mình và đặc biệt mấy bạn lưu ý nha, nó rất là mạnh. Cho nên nếu như mấy bạn đã chấp nhận sẵn cái cảnh mà đụ má tối ngày thằng chồng nó cứ đu bám, nó bú vú, nó đu như một con sam, đó là mấy bạn hãy thỉnh cái này về nha. Chứ để mấy bạn thỉnh về xong mấy bạn la làng là tại sao chị Hương ơi, tối ngày chồng em nó cứ bú vú em hoài nó không chị Hương ra. Đang đeo là 470 nha mấy bạn. Mấy bạn mấy bạn phải chuẩn bị tinh thần sẵn nha. Khi mà ai thỉnh cái sáp đôi vàng này về, khi mà thỉnh sáp đôi vàng về, mấy bạn nhớ nha, đừng có mà chỗ nhắn tin chị Hương ơi, tối ngày giờ chồng em nó từ khi mà thỉnh về chồng em nó bú vú em hoài, đó là không có được nha. Mấy bạn nào mà mua hàng á thì inbox cho Facebook chị Hương nha. Vòng tay của chị giá là 470 nha. Muốn đi xuất khẩu nhanh và được thuận lợi thì mua cho chị combo hồ ly hoặc là sáp làm ăn nha. Tấm màu đỏ là gì hả? Tấm màu đỏ là tấm nào em? Tấm màu đỏ bạn quắt. À mẹ đỏ là mẹ quắt 500 ngàn. Bạn nào mua thì inbox cho chị Hương liền nha. Tại vì hàng này đâu có còn nhiều. Mấy bạn ơi, mấy bạn muốn lấy thì để lại số điện thoại nha. Em lấy hộp giữ tiền thần cao quá hoặc là nhắn tin qua cho chị nha. Chị Hương nói chuyện thấy mắc cười ghê. Mình kể các bạn nghe nha. Hôm bữa nó có con bé kia kìa. Hồi trước ở nhà là một tháng nó chồng nó không có thèm nện nó phải không. Trời ơi nó qua bên mình nó than, nó nói trời chị Hương ơi em thèm quá em thèm. À cái này là phép này không có phản nha bạn. Phép này phép trắng nha. Nè nó nói thôi không chị Hương ơi em thèm chồng em nện em quá mà đụng má tối ngày mỗi lần em đèn nó ra nó cứ kêu nó bị đau lưng hoài. Nó không chịu nện kìa bạn... Hãy để số điện thoại lại kìa thấy không. Bạn hàng nha, bạn inbox cho phép chị Hương nha. Có để số điện thoại luôn rồi đó. Mở ra cho chị Hương coi. Thì tối ngày nó cứ nói thôi trời chị Hương ơi em buồn quá, em lấy chồng về 3 năm rồi mà nó không có chịu nện em, tối ngày nó cứ đi ra đường hả? Nó cứ đi ra đường hay nó gái gú rồi phải không? Cái bữa qua chị đâu vậy đó, chị cũng tư vấn bình thường nha. Trời chị tư vấn cho hả? Cái sáp đôi vàng với lại cái combo hồ ly nó về nó tha xong tự nhiên mấy hôm sau nhắn tin. Bạn chị Hương ơi, chị bán phép gì kỳ vậy? Trời lúc đó mình cũng bực bội nha. Mình thấy sao phải không? Em đang làm mà anh. Về chồng em nó quất nó nợ em bảy nhát một đêm mà không biết thằng đó không phải bữa đó nhắn tin nó nói xong phải không? Trời chị Hương, chị bán phép lộn gì kỳ vậy? Cái mình cũng một bọn mình nói là gì cưng? Nó nói không? Dạ chịch em bảy nhát. Chị bán phép gì kỳ vậy chị Hương? Nó sao kỳ? Nó trời chị bán phép gì vậy? Quất em vợ có bầu luôn rồi. Trời. Có chơi giải thưởng gì vậy không thôi? Không. Không. Ủa có đâu có like đúng không? Có like mà. Mà tối là qua rồi. Em nói với khách kìa. Mà giải thưởng gì? Giải thưởng gì?
Bạn nào mua thì anh bóc cho Facebook chị Hương nha. Còn đây là cái combo hồ ly nha. Mình nói với mấy bạn cách làm ăn á là 1.700.000 nha bạn nha. Tiền á không có khó kiếm. Quan trọng á là không chịu kiếm. Làm quan trọng là mấy bạn không biết đầu tư đúng nguồn. Nghĩa là giống như khi mấy bạn muốn nha, muốn mà thỉnh vật phong thủy, tại vì theo như Hương biết thì hiện nay trên mạng có rất nhiều chỗ thỉnh đồ phong thủy, nhưng mà mình phải thỉnh đúng tay của người tán lộc, mấy bạn hiểu không? Nghĩa là khi Hương tay Hương phát lộc được, nghĩa là cái tay mình phát lộc được nè. Đó, rồi mình ấy cho mấy bạn thì mấy bạn sẽ ra tiền. Còn khi tay của mấy người mà không phát lộc được thì làm sao bạn ra tiền được? Hương Phương Mai hồi trước mua hàng cao quá mà sao không gửi cơ. Em ơi, đừng hỏi câu linh hay không, tại vì nếu em nói như vậy chị sẽ không bán cho em, chị từ chối thẳng luôn là chị không bán nha. Phương Mai ơi, lần trước á là không có tặng mà bữa nay chị Hương chơi lớn, chị Hương nói chung chị Hương giúp muốn cho mấy bạn gặp giúp người á, chị Hương mới tặng nha. Chứ thật ra mấy bạn đừng có gọi điện cho kho mà nói ủa sao em mua mà không được tặng từ nha. Từ khi mà mấy bạn Hương nói bắt đầu bây giờ ai live stream á thì mà ai chia sẻ thì mới được tặng nha. Nếu mấy bạn á đang nghèo khó đúng không, thì trước khi mấy bạn muốn mà thỉnh hàng bên Hương, mấy bạn nên nhớ một câu nha: tranh thủ đi, sống khổ ngày nào hay ngày đó, để về thỉnh đồ bên Hương về á, tiền bạc nó ập tới đỡ không có kịp đâu. Tại vì hồi trước á, trước khi mình đi thỉnh, mình cũng không có nghĩ mà mình mà có ngày hôm nay đâu nha mấy bạn. Trời, tiền bây giờ cầm mười rít, nhiều khi nhìn không biết tờ tiền của Việt Nam luôn á. Không phải là mình chảnh, nhưng mà thật sự thỉnh những cái phép này về nha, nó chỉ là những cái vật phong thủy bình thường, nhưng mà nó làm cho chị tự nhiên trời ơi, giống như là ngủ vậy là tiền nó cứ đập vô mặt vậy nè, làm cho mình chịu không nổi luôn. Mà mình không nghĩ là những cái phép này nó có thể mang tới cho mình một cái tiền tài tiền lộc rất là nhiều như vậy. Rồi phép gỗ luôn nha, em sử dụng hộp gỗ được luôn nha. Cảm ơn. Nghe chị nói chuyện đã ghê hả. Còn chị nói nha, hồi trước á nha, chị biết một cái bạn kia kìa, trời ơi bạn đó nợ, mấy bạn có tin không, nợ vô mà mấy bạn đó muốn tự giận luôn nha. Mấy bạn đó đâu có tiền đâu, trời, làm bao nhiêu cũng hết. Làm Vũ Tuyết cho mình hộp gỗ 800k nha, mình chuyển khoản luôn được không kìa Vũ Tuyết kìa. Dạ, móc dạ. Đi anh móc đi Vũ Tuyết thôi. Móc đi nha chị ơi. Ủa chị ơi, em nghĩ 800k mình tặng ít thôi, chị tặng nhiều quá chị ơi. 800k thì tặng cho mẹ quắt cái dầu yếu. Mấy bạn nha, 800k thì là tặng mẹ quắt cái là dầu yêu nha. Còn 1.400.000 thì tặng luôn cả phép gỗ 700k. Chỗ này chị chơi lớn. Chị chơi lớn, chị tặng nhiều quá chị ơi. Tại vì á, thầy nói với chị là thầy muốn cho dân Việt Nam mình phát triển lên, giàu lên, cho nên thầy mới bỏ công thì ngồi thì làm. Em hiểu không? Mà em thấy chị ngồi thì sốt quá, chị giàu rồi, chị giúp người, chị thương người nữa. Thôi kệ đi thôi, giúp người ta. Chị chúc cho em 20.000.000 nha, mua iPhone X. Rồi cũng được, chơi luôn. Dạ, cảm ơn chị. Em bán đồ online thì em nên mua cái nào? Em bán đồ online, chị nói thiệt với em nha, em thỉnh cho chị combo mẹ, combo hồ ly và mẹo quắc VIP. Em bán không đắt, em liên hệ chị hoàn tiền lại gấp 10 lần. 13 tuổi đeo vòng được, đâu có vấn đề gì đâu. Em lấy thần cao quát mấy Phương bạn ơi. Bạn lấy thần cao quát bao nhiêu á thì bạn nhớ ghi cái số tiền ra nha. Tại vì do hiện tại bên mình nha, hàng nó còn bị giới hạn, cho nên mấy bạn muốn thỉnh cái gì đó mấy bạn nhắn tin qua cho mình, chứ mình không nhận giữ hàng cho ai hết nha. Cho em một hộp gỗ 1.400.000 rồi nha. Hộp gỗ 1.400.000 thấy nó gần hết rồi đó, tại vì quá nhiều tin nhắn, quá nhiều comment. Hộp gỗ 1.400.000 được tặng tới 3 món. Khùng con đĩ mẹ mày Hiếu Nguyễn, ăn hết của ông nội mày hả khùng. Mặc lồn. Mình buôn bán, bạn buôn bán về cái gì? Ok Vũ Tuyết nha. Thỉnh 1.400.000 Hàng Lê ơi, chị thỉnh 3.350.000 á thì em sẽ tặng cho chị một cái dầu yêu nha chị nha, là một cái móc khóa. Nha, em cho chị đi, em nói chị dễ thương quá. Hôm gỗ linh nghiệp lắm nha, mình không biết dùng cái từ mà linh như thế nào, mấy bạn nghĩ đi, bây giờ tiền của mày nè. Mày làm tóc hả em? Trời ơi, làm tóc là em thỉnh cho chị lá bồ đề với lại sáp hồ ly nha. Tại vì làm tóc là về cái nghề làm tóc, khi mình cắt tóc khách á là nó sẽ rớt xuống nền, chứ mình không biết mình quét ra đường đúng không. Còn mình thỉnh cái lá bồ đề về để cho nó quét ngược vào trong và 12 tuổi đang làm được nha em nha. Trời ơi em ơi, có con chip á, em nghĩ đi, nó chưa được 2 tuổi nữa chị đã đeo cho nó rồi đó. Em đừng có nói chị 12 tuổi. Đồ bên chị tất cả đều an lành bình an hết nha, không có vấn đề gì hết. Còn đây nha mấy bạn, đây là sáp làm ăn. Và một cái vấn đề nữa là cái số sáp này nó chỉ có chưa tới 100 hộp nha.
cho nên mình không dám giới thiệu luôn, tại vì không có hàng để bán, mấy bạn hiểu không? Không có hàng để chia lại cho mọi người, mình phải năn nỉ sư rất là lâu. Sư mới ngồi sư mà dạng như là sên tên sư chị chú vô mà rất là lâu luôn. Vạn mắt là 500 nha, còn sát hồ ly á là 900 nha. Một nha. Hộp gỗ này, một cái hộp này đó, một hộp gỗ cao quát nữa kìa coi. Dạ. Trần Ngọc Bích. Cái nè nha, cái sáp làm ăn này nha mấy bạn, giá của Trần nó là bạn inbox trong Facebook mình nha. Và mình hộp gỗ 800 làm cho mình vô tiền nha. Trời ơi, em hỏi những cái câu dư thừa. Hộp gỗ 800 nha em, không nhận nó làm cho em dư tiền mà trời ơi, nó mang lại tiền mà chị, nó đựng là... tiền mình nhiều hơn nữa. Nói chung là nó hút tiền, nó làm cho mình, trời chị đéo biết diễn tả sao luôn. Làm mấy bạn ơi, mấy bạn chia sẻ trong livestream này của chị Hương và nhắn tin cho Facebook cần mua hộp gỗ nha là sẽ được tặng quà nha. Thì thỉnh phép 5 vòng chưa kéo khóa quần của kéo rồi. Tại cái kiểu chị vậy á. Trời ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn mua đồ thì mấy bạn inbox trong tin nhắn nha, nhớ chia sẻ là chim chụp hình gửi qua thì sẽ được tặng quà nha. Mua đồ thì dòm đồ thôi, tự nhiên dòm cái con chim con vậy mấy má. Chắc chim con có liên quan tiền, gì chắc đâu. Hết chỗ đựng tiền rồi đó, nó đứt ra luôn của chị. Má, thì chị đâu có nhét tiền trong đây đâu. Các bạn nhớ chia sẻ là chim nha, để mà được Bích, tặng quà mày nha. Mày ở đó mày ăn cơ quay. Chút nữa thôi vô thôi chết nha, bạn nào mà không chia sẻ mà em mua ơi, đồ thôi sẽ không tặng nha. Bạn nào có chia sẻ livestream tất cả các chat hết cho chị nha, có chụp hình chia sẻ livestream gửi qua tin nhắn kèm theo thì mới được nha. Mua một cái hộp gỗ thần cao quát được tặng 3 món. Trời ơi. Sung sướng cuộc đời. Trời xuống ghê. Làm bên neo nói mi thì thỉnh cho chị là combo hồ ly nè, phép gỗ và combo hồ ly phép gỗ. Em phát hiện đầu tiên. Lặn, em phát hiện đầu tiên là phạt em đầu tiên cái nha. Tặng em nó lá bồ đề. Má hồi là nãy chị có dán nấm vú, nhưng thôi nó nói chị Hương ở này chị không dán nấm vú thấy mẹ nữa. Trời lỡ hơn nó chị không mặc vú luôn á chị Hương. Mà tụi nó thấy chị thả gông mà. Mà từ ngày chị xài kem nở ngực của chị đâu cần phải mặc áo vú đâu. Vú nó vẫn đứng như thường. Em thấy từ khi chị xài kem á chị đi mua áo hơi bị nhiều quá chị Hương. Nó đứt áo, nó gấp áo quá chị Hương. Thiệt chứ bộ. Em lấy hộp mem qua đi Hà ơi, trời ơi quen miếng mà cứ hỏi hoài. Cái giữ chồng giá là 1.2 triệu, còn cái combo giá là 900 nha. Khi mấy bạn mua hai cái này, khi mấy bạn mua ai mà mua sáp đôi vàng với lại combo hồ ly là bộ giữ chồng thì nhớ nhắc nhân viên mình tặng cho dầu yêu nha. Em mai em qua đi Hà ơi, em muốn gì mai em qua đây rồi chị tư vấn cho. Vòng tay không có tặng em ơi, vòng tay đâu có bao nhiêu tiền đâu mà tặng em, cái này công chị đi thỉnh giờ. Tư bóng ơi, bên chị Hương còn tuyển người nha em. Bây giờ đâu? Làm đĩ thỉnh gì vậy chị, Võ Tướng Đạt. Làm đĩ ha em đừng dùng từ làm đĩ em, chị làm nói em nghe nha, em dùng cái từ làm gái đi. Dù cho người ta có làm cái gì đi chăng nữa, cái đó cũng là cái nghiệp của người ta. Tên không tiếng, tao nói mày nghe nha. Đủ má mày đến ba má mày cái tên đặt mày còn dám đéo dám để lên Facebook nữa mày dám nói tao sầu lồn. Đủ má thấy tội nghiệp mày ghê luôn á, ba má mày đẻ mày giống như đặt cái tên cho có để mà đủ mới vô sổ hộ khẩu rồi chứ đéo có sử dụng được. Hiểu không? Cái Facebook mà để tên không không. Nhà em có bắn cá đồ nên mua cái gì? Em ơi, nhà em mà bắn cá đó em thỉnh cho chị Thần Tứ Diện hoặc là nàng Quách Vàng nha. Thiện tóc làm công chức thỉnh gì? Làm công chức hả bạn, mày thỉnh mẹ quắt cái này, mẹ quắt VIP đi chị. Mẹ quắt VIP là bỏ trong bóp á, dạng như giữ chức luôn chị, có cần phải gất chức nữa. Trời ơi, chip cái hương vậy. Trời ơi. Trời ơi, Rồi đủ mắt kêu sao nó khóc luôn. Làm xì ba thì bạn thỉnh cho mình mẹ quắt cái lại Thần Tứ Diện nha bạn nha. Với lại mất combo tự tin nha. Hả bạn ơi, khi mà bạn mất tự tin mình sẽ dùng combo hồ ly nha. 1.000 like, 1.000 lượt xem rồi mấy bạn chia sẻ nha. Đúng 1.500 người xem nha, mình sẽ tặng quà lớn luôn nha. Tặng 500.000. 1.500 người xem thì mình sẽ ưu tiên nha. Bạn nào mua đơn trên 4 triệu đều được giảm 10% hết. Gì vừa tặng đồ mà còn vừa được phạt giảm nữa. Thì mày ra mày mua luôn đi. Triệu tư lấy 140 được rồi. Chị giúp người được rồi, chị em thương người. Chị đang tài lộc đến cho mọi người. Bây giờ chị còn thương người nữa. Vòng tay giá là 470 nha em. Muốn lên chức á,
Em muốn lên chức thì em thỉnh cho chị phép 5 vòng, nó sẽ giúp cho mình lên chức và rất là nhiều thứ trong cuộc sống luôn nha mấy bạn. Mấy bạn chia sẻ livestream mạnh lên nha. Bán online thỉnh cho chị nàng quắc vàng, combo hồ ly và mẹ VIP nha. Nhà em bán vải và quần áo thì nên thỉnh gì? Bán vải và quần áo em thỉnh cho chị nàng quắc và hộp gỗ 1.4 triệu nha. Nãy giờ chi nha, còn 8.000 á là không tặng hàng gỗ. Em ơi, em làm buôn bán online đúng không? Buôn bán quần áo em sử dụng combo hồ ly nha. Mấy bạn phải làm sao? Mấy bạn thỉnh bật phong thủy về và kia hộp gỗ 1.4 triệu kìa. Nãy giờ có comment không? Có tin nhắn không? Đó nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, tiền bạc các bạn thấy không? Mình bây giờ là kiểu như tiền bạc ập tới đỡ không kịp luôn. Tại vì từ khi mà thỉnh những cái bật phong thủy này về, tiền nó vô nhiều quá mình không biết dùng. Phương Mai ơi, bạn nhắn tin vô Facebook nha. Nãy giờ mình thấy mình bạn rồi nha. Bạn nhắn tin vô trong Facebook nhà nha. Nhà mình bên quận 7 nha. Cái vòng chị đang đeo là vòng túi tiền mà nó đang bị giới hạn nha. Vũ Tiết ok bạn, sẽ ưu tiên hết mức mà. Mẹ em quán tập quá thì nên thỉnh nàng quắc vàng giùm chị quán nha. Quán hả? Từ 2 đến 3 đến 4 ngày nha bạn nha. Em Phương Mai ơi, mình thấy bạn rồi nha bạn nha. Cấm Nguyễn ơi, bạn mua gì? Bán trà sữa và tóc thì thỉnh gì bạn Hương? Bán trà sữa đó thì bạn nên thỉnh cho mình là combo hồ ly. Còn về tóc thì bạn thỉnh cho mình nàng quắc vàng và cái lá bồ đề. Tại vì lá bồ đề sẽ quét tiền cho những người làm tóc nha. Bạn ơi, nhà bạn bị người ta giật tiền đúng không? Bạn vậy, vậy bạn thỉnh phép gì? Nhà chị bán bất động sản thì thỉnh gì Hương? Bất động sản chị thỉnh cho em bó gỗ thiên và nàng quắc VIP nha. Bạn ơi, bạn muốn cho người ta trả tiền cho bạn đúng không? Bạn sử dụng combo hồ ly và hộp gỗ nha. Hai cái này kết hợp lại với nhau người ta sẽ trả tiền lại cho bạn. Chị đeo có tác hộp dụng là thu hút tiền bạc đó em. Mẹ quắc á là có là, cái giá mẹ quắc á là 500 nha bạn nha. Còn cái mẹ quắc vàng á, mẹ quắc vàng nè là 600. Còn mẹ quắc siêu VIP là 600. Mẹ quắc vàng á là 750 nha bạn nha. Mẹ quắc VIP này 600 nha bạn nha. Mẹ quắc chét vàng là mẹ quắc chét vàng là cái đó là 750 đúng rồi. 600 mẹ quắc kia 500. Em làm thẩm mỹ Võ Thị Quỳnh Nga, nếu mình làm về thẩm mỹ mình sẽ thỉnh cho chị combo hồ ly. Đòi nợ nên thỉnh. Dầu yêu á là 500 ngàn nha bạn nha. Dầu yêu giá là 500 nha. Em kinh doanh online em thỉnh cho chị nàng quắc vàng nè hoặc là VIP cũng được. Với lại combo hồ ly nha. Dòng chị đeo có tác dụng thu hút tiền và tài lộc dự tiền. Bạn ơi, bạn lấy hút tay á, bạn thỉnh cho mình một cái lá bồ đề và mẹ quắc nha bạn nha. Ấy. Ấy. Nha bạn nha. Bạn thỉnh cho mình một cái lá bồ đề và mẹ quắc nha. Đây, cái lá bồ đề đây. Lá bồ đề này bạn để bạn treo chỗ tủ thuốc á. Spa thỉnh lá bồ đề luôn nè bạn. Em ơi, cứ yên tâm. Đây, đây là mẹ quắc. Rớt cái miếng gì nữa rồi. Đây, đây là mẹ quắc nha. Mẹ quắc đỏ nha. Mẹ quắc này là một cái biểu tượng rất linh bên Thái Lan. Mình có thể để ngay ông địa, ông thần tài. Có trận còn tỷ nhân viên nha. Và rất nhiều vấn đề luôn nha. Muốn có tự tin dùng sáp hồ ly, lái xe thì thỉnh lá bồ đề. Trời ơi, coi mấy chip nó nhảy vô người mẹ Hương đó nè. Trời, chip bữa nay dễ thương quá, mặc đồ dễ thương quá. Công chúa. À, đây chú Huy đi ngủ rồi. Cần tư vấn ok xíu, có nhân viên mình điện thoại tư vấn nha. Phòng chị đeo giá là 470 ngàn. Mấy bạn chia sẻ nha, chia sẻ chụp hình gửi qua đây nha, rồi mấy bạn mua đồ sẽ được tặng quà nha. À, một cái hộp gỗ là sẽ được tặng một cái mẹ quắc và một cái thanh gỗ và một cái dầu yêu nha. Rồi cái hộp gỗ chiều tư mà tặng quá chị thì tặng quá chị tặng luôn, đỡ hơn người ta mua mình nè. Đây là thanh gỗ nha, dùng để cột tiền giữ tiền lại nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn vòng chị đeo giá 470 nha em. Mới mua vé thời gian tác dụng, mới mua về thời gian tác dụng sao mà. À, khi mà thỉnh về đó là từ 3 cho tới 14 ngày sẽ có hiệu quả nha. Vòng chị đeo bao nhiêu rồi chị? Vòng chị đeo giá là 470. Nhà mình làm xe tải chở che thì thỉnh cho mình vòng 400 được nha. Muốn người mình thích lại mình thì xài gì chị? Combo hồ ly với sao tôi vàng. Hai cái đó kết hợp lại với nhau thiệt chứ không. Đòi nợ em, nếu mà em muốn đòi được nợ lớn á thì em phải làm một cái phép mà sơn tên riêng nha.
thì cái cách giải bùa sao vậy chị Hương? Sơn tên riêng của chị bên chị là tùy theo giá mà mấy bạn phải liên hệ trực tiếp. Anh Phương muốn tìm việc tốt á, mình nghĩ bạn nên thỉnh cho mình một cái combo hồ ly để khi mà bạn đi phỏng vấn á, bạn bôi lên trên môi bạn xức tay cổ bạn á, bạn nói chuyện với người ta là người ta sẽ thương bạn rồi cho nhận việc bạn. Mua hộp gỗ 800k được tặng mèo quắc với dầu yêu nha. Trời, mua hộp gỗ 800.000 được tặng mèo quắc với dầu yêu. Trời ơi, đảo quá. Vỗ tay và cho ăn banh không vỗ tay. Sướng quá. Đảo quá. Các bạn, móc khóa là dùng để mà treo lên xe nha, móc khóa cũng may mắn chị. Móc khóa là mang lại bình an và may mắn mà. Giữ lại không có bị cái kiểu như bị mất xe á chị. Đúng phải rồi. Không ta? Là nó mang bình an cho mình. Alo. 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 Dạ, không phải số Bảo Thi nha chị anh ơi. Đây là số của em là quản lý của Bảo Thi thôi chứ Bảo Thi đi hát rồi nha anh. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ nhiều giùm mình cái nha. Khi mấy bạn được thỉnh từ phát từ chị Hương á, nếu như mấy bạn qua nhà lấy á, mấy bạn sẽ được gặp Khôi nè. Mà mấy bạn biết không, Khôi từ đó giờ Khôi đâu có cần ra mặt đâu. Mặt biết bao nhiêu khách nói Khôi đẹp trai. Anh Khôi. Sao em? Đơn hàng này nè. Đúng rồi. Chút là trừ luôn, Khôi 500. Khôi đẹp trai mà. Gì? Phương Mai kìa, lấy hộp gỗ 1.4 kìa. Phương Mai nãy giờ chốt mười mấy cái hộp gỗ nha Phương Mai nha. Chú đi. À đi con nhìn coi. Coi. Chú bạn ơi. Cú. 1 2 3 coi. Hả? Mẹ đi. Giỏi quá trời. Tóc thì chùm ghét quá. Em ơi vậy tối nay bán hàng online mỹ phẩm thì em thỉnh cho chị thứ hai mấy giờ em đi. Combo hồ ly nè, với lại mèo quắc. Không có gì. Cho thấy mặt anh Khôi đi mới tin đẹp trai. Hồi giờ con mất công, con thấy mặt nó không, con bỏ lại gì luôn á Cường. Chơi đá mua gì hả? Chơi đá thì mua đồ độc đá bạn. Chơi đá thì mua đồ... mua cái chày nha. Mua cái chày nha. Bà vú mình có bán chày nha. Cái gì? Chịp. Vụ gì vậy? Anh cần 300 triệu, anh cần 3 tỷ luôn, còn giúp anh được nha anh nha. Còn ngủ rồi nè bà vú ơi. Hello, chị Trinh đâu bay? Bên mình không có dây đeo mẹ quắc nha bạn. Combo hồ ly là 900, mẹ quắc là 700, là 500 ngàn nha mấy bạn nha. Muốn có người yêu quay về á thì mấy bạn nên dùng cho mình combo hồ ly là sắt đâu vàng nha. Chiếc năm nay 7 tuổi nha, ấy lộn 7 tháng nha. Chứ 13 tháng rồi. 13 tháng. Quậy quá coi kìa. Các bạn ơi, bạn chơi đá thì bạn tìm gặp thằng bán đồ nha. Hồi chị Hương không có bán đá. Công an phường. Các bạn gặp công an phường để tư vấn về mua đá nha. Tư vấn về chỗ mua đá. Về nguồn đầu mối. Lương Văn Lương, bạn mua gì bạn ơi? Bạn nhớ nha, khi mà mấy bạn mua hàng á, các bạn chia sẻ live stream và chụp hình gửi qua tin nhắn thì sẽ được tặng quà nha. Còn bạn nào mà không chụp hình gửi tin nhắn á thì không được nhận quà nha bạn nha. Rồi em còn tóc chưa? Chụp những cái thông tin của bạn đã chia sẻ đó để được tặng nhiều quà. Chị Hương nhớ chúc cho em 20 triệu nha. Okay. Mua iPhone. Chị nhỏ. Chị nghĩ sao chị bán hàng chị còn tặng cho khách? Phép 5 vòng á thì là 500 ngàn, 700 ngàn nha bạn nha. Em bán dài giảm cân em thỉnh cho chị á là phép 5 vòng với lại mèo quắc vàng. Ờ chị làm cái gì á, không bữa qua đây thỉnh cái gì á, thấy con vòng mèo quắc vàng bán hàng đắt quá trời đắt luôn. Mà chị đặng như bán hàng tốt lắm. Em uống vô giờ thấy giảm 8 kg. Chị uống vô mà. Em không làm gì là không có tiền đâu em ơi. Chị cái đó là chị nói thiệt. Em ơi, em làm văn phòng á mà muốn thăng chức đúng không? Anh em thỉnh cho anh cái phép làm ăn đi. Phép làm ăn á. Em lấy chiếc vòng chị gắn nguyễn. Ok đó. Chiếc vòng bên chị em móc đi, phải chị bên chị có cái làm ăn á là 1.7 triệu nha. Rồi nha mình... rồi chị bán nhỏ này nè, vừa bán vừa cho thêm 5 triệu luôn, có ai lấy nó không? Ngước lên nè, bán nè. Em lấy nha, nó tên là chiếc của em nha. Bán vừa cho thêm 5 triệu nào, quậy quá rồi nè. Còn có mấy bạn nào lấy Khôi không?
bạn ơi mua vòng 470 là không được tặng, không được tặng đâu bạn ơi. Bây giờ mua hàng 2 triệu á là mình tặng cho người ta cái dầu yêu, mua hàng 3 triệu á chị tặng cho ta cái này khóa, đi móc khóa rồi, ừ, còn 4 triệu tặng thép gỗ. Còn bữa cái anh nào bên Mỹ của em đẹp trai á tặng gì, tặng tì hu hả? Bữa tặng hồ ly tì hu mà trời đảo quá vậy. Còn may mắn giá là 300 nha, nó đuổi em đi kìa. Quậy quá mày, đừng có đuổi tao đi, không có được kêu con mày. Em ơi, em chia sẻ, em chụp hình lại và em gửi qua tin nhắn chị Hương nha. Sẽ có người check bill và em mua hàng á là sẽ được tặng quà nha em nha. Vỡ nợ thì thỉnh gì hả bạn? Vỡ nợ thì bạn nên thỉnh phép làm ăn hoặc là combo hồ ly. Phép làm ăn mới mạnh cưng rồi chứ. Phép làm ăn. Phép làm ăn. Nhưng mà kết hợp chung với combo hồ ly á chị. Em chị làm mắt cốt mai, làm mắt cốt em thỉnh xong rồi bạn gì vậy mày ẩm cho. Dạ đúng rồi Phương Mai ơi. Sao vậy? Phương Mai ơi. Mai qua 8 giờ. Phương Mai ơi, em đã thỉnh hộp gỗ và có người đã chốt đơn cho em rồi nha bạn nha. Vậy em cần một ly con. Sao con quẩy vậy không? Mấy bạn cái gì inbox đi, sẽ có người tư vấn nha. Tư vấn gì đây mà nói cái like này mới được tặng bao mua chứ 3.5 triệu. Dạ chị ơi, cái like trong đây bây giờ chị có ấy, chị chia sẻ giùm em và cái like này em tính em mới được tặng nha chị nha. Còn mấy cái trước á là không được tặng nha chị, tại vì bạn liên hệ với mình nha. Đồ hại Vũ ơi, con chim nó buồn ngủ rồi, cho nó đi ngủ không ngon cái Vũ. Ê coi lóc gì mấy cái gầm anh em nói rồi coi. Ủa chị mai qua 8 giờ rồi Vũ, rồi chị cũng được phép 5 vòng giá là 700 nha. Rồi về đi, nói anh sao em về đi. Chị Huyền Trần ơi, chị thỉnh một phép phép gỗ đúng không? Chị inbox cho Facebook nha, để chúng tôi chat tin nhắn nha. Chip ơi. Thôi xin lỗi con, xin lỗi con. Phép làm ăn là 1.7 triệu nha bạn ơi. Ủa Vũ ơi. Coi mặt nó không xấu lắm nè mày ba ơi. Em thấy chị thỉnh cái hộp gỗ đúng không chị? Nè coi mặt nó khóc xấu. Ồ xấu quá, xấu quá. Để vô chip đi ngủ Vũ ơi. Mấy bạn mua hộp gỗ thì sẽ được tặng 3 món quà nha. Mày nhiều chuyện lắm nha. Trời đó là Vũ ra kìa. Vừa khóc vừa cười nè Vũ. Giọng vô mặt này mày Vũ. Dạ đúng rồi chị ơi, chị mua món hàng trên 3 triệu á là sẽ được tặng móc khóa nha. Còn bây giờ cái hộp gỗ á là chị mua á, chị mới được tặng 3 món kia nha. Không thì bánh chơi đi. Ờ chừng nào không qua. Má, em ở nhà chăn nuôi muốn bánh. Thôi cho nó đây đi. Thôi cho nó nhà để con giữ. Cho con nhà đi vú đi vú đi vú anh vú đi khám bệnh luôn đi. Đi có nhà có mở tiền đó mà. Đi một chút đi. Đi ra thử máu xong rồi về 3 giờ mới. Vú có muốn cực á chị. Thiệt. Đâu xa đó bằng thế. Rồi mới thương chip. Vòng đeo tay giá 470 nha em. Bà Vũ có thương chip đó mấy bạn ơi. Giá là 470 nha em ơi. Sao ngồi cứ đi đứng chi cho mệt trời. Mấy bạn ơi. Đi qua nhà bà Vũ. Ủa chị nhìn em hả? Thế chị nhìn à, em nhìn ra em tưởng chị nhìn em. Sử dụng sáp đỏ đen bên mình đó nha, là đánh đâu là thắng đó. Em cần một tí dăm cho em được không? Dạ chị ơi, nào, hồi nãy có ai chốt hàng cho chị chưa? Chị nếu chưa chốt thì em sẽ gửi tặng chị móc khóa nha chị nha. Chị bình thường mà chị đâu có dăm đâu. Lá mẹo quắt giá là 500 nghìn nha. Lá mẹo quắt á, đỏ là 500, còn mẹo quắt mà vàng á là 750, còn mẹo quắt VIP á mấy bạn là 600 ngàn nha. Mình bạn đó. Muốn làm ăn tiền nhiều và nói người nghe cho người ta nghe, bạn mua thỉnh phép làm ăn với lại combo hồ ly nha bạn nha. Ừ, đi ship mà. Ship ai? Ship ông lưng. Ông dạ đâu có làm gì nữa đâu. Dạ ok chị, để em kiểm tra hàng rồi chốt hàng cho chị nha chị nha. Cảm ơn chị. Kinh phúc luôn. Ừ, vừa trả 14 rồi nha, giữ đi. Thì đi ship nó lấy tiền nó lại. Ừ, tiền 4 rồi. Thì đi ship á, mà tiền ship á chị. Kinh phúc đưa đi, mấy cái đó xong để lên mạng đi, để ấy vô cái chân bây giờ. Đưa anh Phúc đi, đưa anh Phúc kia, anh Phúc đưa đi. Ngân hàng ngoại thương là sao vậy? Mở lấy cái nồi. Hình anh ơi. Ba chai nhiêu ta?
combo hồ ly á là nếu như hợp á trong ngày đầu tiên, còn không á là từ 3 tới 14 ngày nha bạn nha. Cái bill có ghi mà. À, mấy bạn nào muốn đặt hàng á thì mấy bạn hả comment vô tin nhắn nha, để là số điện thoại và tên món hàng sẽ có người chốt cho mấy bạn nha. Có bill đó anh. Ừ, tại Tân Phú. Nói lấy cái đó đi, Tân Phú cho đây mày. Được không? Lấy nhiều tiền không? Tân Phú thôi là 1 triệu. Cái đó quận 8 cũng gần Tân Phú. Thì là cho Hồng Sơn nó đi ra tại nhà nó nghe quận 8. À cái đó, ủa chứ không phải cái gần Tân Phú hả? Không, quận 8 ở bên nơi. Lấy thêm đu ngoại hả? Ừ. Làm đề thu số thì chỉ có hình sắp rõ đen thôi bạn. Sắp rõ đen. 1 triệu rồi. Cái nồi áp suất là gì? Phương Dĩ, hello em. Chăn nuôi thì thỉnh gì chị? Chăn nuôi thì thỉnh phép bán hàng online, thì em thỉnh nè quắc vàng đi em. Hộp gỗ em thỉnh về trong vòng 3 ngày là thấy liền. Đâu cần phải chờ lâu đâu. Hello. Em đã vào đây. Chị Hương ăn gì mà dễ thương quá vậy chị? Em với chị làm móng tay bên bé Facebook mình là Thảo là chị dễ em. Thương vậy đó em. Dạ chị nhắn tin gì chị? Dạ. Nếu chị nhắn tin mình cho em được, nhắn tin qua số này nha. Dạ, lấy gì? Không khác. Dạ chị nhắn tin rồi, để không tin địa chỉ hay cái gì chị cần nói trên trên đồng. Đánh đề thỉnh sắc đỏ đen nha. Phép 5 vòng trong chị vòng tư. Hương ơi, chị thỉnh một hộp gỗ để làm ăn 1 triệu tư. Ok chị nha, chút xíu sẽ có người gọi điện thoại cho chị nha. Ok. Bán đứt. Và mấy bạn ơi, nhớ giùm mình nha, 7 cái số hotline bên mình gọi mới đúng là số mình nha. Còn ngoài 7 số hotline này đây, tất cả mấy bạn ơi, mấy bạn nào á mà nhắn tin qua Messenger mà không được á thì mấy bạn hãy nhắn tin qua điện thoại iPhone X của Khôi. Ủa phải iPhone X đưa lộ mắt. iPhone X đâu rồi? Anh Phúc đi chốt đường. Thì sẽ có người chốt tin nhắn cho mấy bạn nha. Nếu như mà Messenger không được thì nhắn tin qua điện thoại. Sáp đỏ đen giá là 1 triệu rưỡi nha. Chị về nhà mới về thỉnh cái gì em? Chị về nhà mới chị thỉnh cho em phép gỗ với mẹ quắc để mẹ quắc thêm nhà về cho chị. Ok, chút xíu nó sẽ có nhân viên gọi điện thoại cho mấy bạn nha. Em ra em trả lời tin nhắn chút đơn đi. Đi đi. Okay. Chị tự like cho. Nhiều lắm rồi. Được mà. Thôi chị cúp máy nha, chị đi ăn. Bye mọi người.